Đây, hôm nay đi ăn đòi hải sản sáng tôm nay nha. Hả? Nay nhà mình ăn hải sản bên tuông này. Rồi trước khi đợi món lên, nhà mình ăn bánh tráng với đậu. Đây là gì mà thấy chưa như vậy? Ồ, đây là món cá đục nước với bạch tuộc. Đây là món cháo hàu. Cứ phải có gạo vô trong quần cho chắc bụng. Đây là cá đục nước. Ừ con, để nó nguội đó con. Chưa được nó. Trời, tôm đói bụng hả? Cần chén 2-3 đi kìa. Ngon như nè, mời các bạn. Tôm này để cái đĩa. Cá này là món cá đục. Đây. Nước mắm cay. Cay. Chớp mà chị chớp mà. Chị chớp mà. Ồ, mực. Mực này là mực ống hay mực cơm? Trứng. Mực trứng hả? Giờ đến món ốc. Ấy trời ơi, ngon vậy mà tâm độ. Vớt. Không ăn. Không ăn. Vớt đi. Lấy cái khác, mẹ lấy cho tôm đi. Trời ơi, tôm làm phí quá. Trời ơi, may rớt đó. Nóng quá con. Đợi xíu. Trời, ngon quá.